I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I chase them away. I'll be your light. Chắc hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều ao ước một lần nhìn thấy những cầu thủ con cưng chinh chiến tại những giải đấu hàng đầu thế giới. Đội tuyển Việt Nam không thiếu những cầu thủ tài năng, nhưng hiện tại họ vẫn thiếu một chút đẳng cấp, tư duy để có thể gia nhập hàng ngũ những câu lạc bộ hàng đầu. Quang Hải có thể xuất sắc, nhưng có lẽ V-League là môi trường phù hợp hơn. Văn Hậu từng được an tập tại Heerenveen, nhưng sự khác biệt về tư duy chơi bóng đã khiến hậu vệ này không thể lưu lạc tại Hà Lan. Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một thế hệ vàng. Người hâm mộ tự hào về điều đó, nhưng họ mong muốn trong tương lai không xa, một trong số họ có thể tỏa sáng tại trời Âu. Quay ngược về quá khứ, từng có một cầu thủ được xem là thần đồng có 102 của bóng đá Việt Nam. Đó là Nguyễn Thái Sung, người từng cấp lò đào tạo Sporting Lisbon trứ danh với một cái gật đầu của chính chủ. Xong, đó đã là câu chuyện của 10 năm về trước. Còn ở thời điểm này, thần đồng mà chúng ta nhắc đến vừa chính thức giải nghệ. Nhắc về Thái Sung, người ta chỉ nhớ một thần đồng với một số phận đầy nghiệt ngã. Nguyễn Thái Sung là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Đà Nẵng. Năm 2009, cậu nhóc Thái Sung lúc bây giờ chỉ mới 15 tuổi, trúng tuyển vào học viện Aspire của Qatar. Cần phải biết rằng, Thái Sung đã phải vượt qua 4.000 thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước và trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao. Qua đó, Sung trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này được học viện bóng đá danh tiếng của Qatar tuyển chọn vào đào tạo. Sau 3 tháng miệt mài ở những vòng tuyển chọn cuối, vòng chung kết thế giới, Thái Sung đã được học viện Aspire cấp gói học bổng toàn phần, bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở, tập luyện trong vòng 3 năm. Tại Qatar xa xôi, Thái Sung được tiếp cận và tập luyện với những điều kiện hiện đại và tiên tiến hàng đầu thế giới. Mặc cho rào cản về ngôn ngữ, môi trường và văn hóa, Thái Sung vẫn thể hiện được tài năng thiên bẩm và thi đấu nổi bật nhất tại Aspire, bất chấp việc phải chịu thất thế về mặt thể hình, thể lực so với các đồng đội đến từ châu Âu hay châu Phi. Lúc bấy giờ, Sung được xem như một trong những viên ngọc sáng không chỉ của bóng đá Việt Nam, mà còn là của bóng đá thế giới trong tương lai. Tháng 4 năm 2010, Thái Sung và các đồng đội tại Qatar có lần đầu tiên cùng với học viện Aspire tham dự một giải giao hữu có sự góp mặt của những lò đào tạo danh tiếng khắp nơi trên thế giới như Manchester United, La Masia của Barcelona, Porto hay Sporting. Tại giải đấu đó, Thái Sung đã chơi tuyệt hay và được ban tổ chức bình chọn vào danh sách 10 cầu thủ hay nhất giải. Quá ấn tượng với kỹ thuật cá nhân cũng như tư duy chiến thuật của cầu thủ đến từ Việt Nam, đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha là Sporting đã ngay lập tức đặt vấn đề đưa Thái Sung sang thư viện ở đội U21 sau khi anh hoàn tất khóa học tại Aspire. Chính Sporting Lisbon là lò đào tạo từng nhào nặng nên những siêu sao trong lịch sử bóng đá thế giới như Ronaldo, Nani, Bruno Fernandes, Quaresma. Tuy nhiên đến năm 2012, Thái Sung muốn trở về cống hiến cho SHB Đà Nẵng. Anh đã từ chối lời mời từ Sporting đầy tiếc nuối để trở về mảnh đất quê hương quen thuộc. Ít ai ngờ, quyết định mang nặng tình yêu với quê nhà của Thái Sung lại mở ra một bi kịch. Cuộc đời là những chữ nếu như Thái Sung chấp nhận. Hơn một năm sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại Aspire, Qatar, Thái Sung trở lại câu lạc bộ chủ quản SHB Đà Nẵng để tiếp tục tập luyện. Vì thế có một tài năng từng ăn tập tại nước ngoài khiến Thái Sung nổi như cồn thời điểm đó. Người ta kỳ vọng không sớm thì muộn, Sung sẽ khuấy đảo V-League và có thể mang lại vinh quang cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, đời đôi khi chẳng màu hồng đến vậy. Thái Sung không phù hợp với lối chơi của câu lạc bộ sông Hàn. Tiền vệ sinh năm 94 cũng chẳng được lên đội 1 SHB Đà Nẵng để tham dự V-League 2014 mà phải tiếp tục ăn tập cùng đội U21. Thậm chí ngay ở đội trẻ, Thái Sung cũng không thích hợp với cách xây dựng lối chơi của các huấn luyện viên. Cộng thêm chấn thương giãn dây chằng cơ hãn, khiến anh như người vô hình tại đội bóng. Ông Bùi Xuân Hòa, chủ tịch SHB Đà Nẵng đã từng chia sẻ về sự tụt dốc của Thái Sung. Nhiều người sót Thái Sung nhưng cần phải biết tiêu chí đánh giá của bóng đá Việt Nam so với các học viện trên thế giới khác nhau. Học viện Aspire coi trọng kỹ thuật cá nhân, biểu diễn và chơi bóng nhiều chạm. Còn ở Việt Nam, các cầu thủ được hình thành kỹ năng ở những tình huống đối kháng thực tế. Nhiều cầu thủ dù có kỹ thuật không quá vượt trội, nhưng họ xử lý tình huống rất tốt và hợp lý, giúp họ luôn có được một chỗ đứng tại câu lạc bộ. Tư duy chơi bóng khác biệt của Thái Sung lại khiến chính anh sa sút. Với cầu thủ đã bước sang tuổi 20, lại được đào tạo bài bản ở một học viện hàng đầu như Aspire, mà không có được môi trường phù hợp tại Việt Nam để phát triển tài năng thì quá phí phạm. Tiếc cho Thái Sung thời điểm đó,
anh đã không còn sự lựa chọn nào khác bởi vẫn còn hợp đồng với SHB Đà Nẵng. Sau chuỗi ngày dài chán nản thất vọng trên băng ghế dự bị, Thái Xuân được cho mượn tới Hà Nội, tiền thân của câu lạc bộ Sài Gòn hiện nay, tại giải hạng nhất 2015 với ba hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm. Dù nhận được những đánh giá tích cực từ huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sau ngày đội bóng giành quyền lên chơi tại V-League, nhưng Thái Xuân cũng không trụ được lâu. Sau đó, anh đã tự liên hệ với đội hạng nhì Kon Tum để mong muốn được ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên tại sân chơi hạng thấp của bóng đá Việt Nam, Thái Xuân cũng không được thể hiện và đành tiếp tục dứt áo ra đi, tìm cho mình bên đội mới, lần này là Long An. Một lần nữa, hai chữ tiếc nuối lại gắn với sự nghiệp của học viên ưu tú từ lò Aspire. Tại Long An, Thái Xuân gặp nhiều chấn thương nặng, tiêu biểu là chấn thương đứt dây chằng đầu gối vào năm 2019. Nghiệt ngã cho Xuân, đó là thời điểm mà anh đang tìm lại được cảm hứng chơi bóng. Cuộc phiêu bạc của thần đồng bóng đá được xem là số 1 Việt Nam, một lần nữa đi vào khúc cua thử thách. 10 năm trôi qua và mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Để rồi, như một sự giải thoát cho số phận nghiệt ngã, Thái Xuân nói lời giã từ sân cỏ ở tuổi 27, độ tuổi đáng lẽ ra là đỉnh cao trong đời cầu thủ. Trên Facebook, Thái Xuân ngậm ngùi, sự nghiệp cầu thủ của Xuân thì không được như mình mong muốn. Mấy năm trở lại đây cũng có nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là chấn thương, nên giờ cũng chưa thể đá lại được. Xuân nghĩ đến bây giờ là thời điểm thích hợp sẽ dừng lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình và chuyển sang một trang khác. Tuy là hơi sớm so với tuổi của mình, nhưng bản thân cảm thấy mình không chơi được đỉnh cao nữa. Chắc ai là cầu thủ cũng sẽ hiểu khi chuyển sang một công việc khác chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng theo Xuân nghĩ, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cuộc sống thì vẫn sẽ luôn tiếp tục, vẫn phải kiếm sống. Xuân cũng xin cảm ơn những người đã theo dõi, quý mến Xuân trong suốt thời gian theo sự nghiệp cầu thủ. Cháu cảm ơn các bác, các chú, các anh, các chị và những người anh em bạn bè lứa sinh năm 94. Cuộc sống đôi khi không phải là một con đường ra đầy hoa, và với Xuân cũng vậy. Anh cũng từng bước đi trên đoạn đường màu hồng, nhưng đến đoạn cuối nó lại gập ghềnh, khúc khuỷu. Cuộc đời của Thái Xuân đúng là chỉ gói gọn trong từ tiếc nuối. Quay trở về gần 10 năm trước, nếu như Thái Xuân gật đầu trước lời mời từ Sporting Lisbon, có lẽ giờ đây anh đã là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Tại đó, tại châu Âu, với tư duy bóng đá tiến bộ, điều kiện không biết chừng, câu lạc bộ của Bồ Đào Nha một lần nữa mát tay đào tạo ra một Thái Xuân xuất chúng để chinh chiến ở những giải đấu hàng đầu như họ từng làm với Nani, Ronaldo, Quaresma. Nhưng tiếc thay, Thái Xuân đã chọn quê nhà. Để rồi chính vì tư duy dù vượt trội nhưng lại không phù hợp với một giải đấu nặng tính thể lực như V-League, Thái Xuân đã lạc lối. Anh đã lạc lối trên chính con đường sự nghiệp của mình và lạc lối dưới sự kỳ vọng khổng lồ mà truyền thông đặt lên vai của cầu thủ chỉ cao 1m68. Và rồi, từ một trong những tài năng được mong chờ nhất của bóng đá Việt Nam, Thái Xuân chìm vào lãng quên. Và anh đã rời xa ánh đèn sân cỏ, không đèn không trống. Lúc này, người hâm mộ mới chợt nhớ đến anh. À, có phải là cậu thần đồng hơn 10 năm trước phải không? Một câu hỏi đầy chua xót, cay đắng, nhưng chẳng có câu hỏi nào khác hơn được. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang tự hào về một thế hệ vàng với Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh. 3 năm trước, chúng ta vẫn ngất ngây với những vinh quang chưa từng có. Và cho đến giờ, đội tuyển Việt Nam đã liên tục chạm tay vào những dấu tích trong lịch sử và đang chuẩn bị hướng đến chiếc vô địch AFF Cup lần thứ 3. Thoạt nhiên, trong những chuỗi ngày tháng trong mơ đó, thần đồng được xem là có 102 lịch sử bóng đá Việt Nam như Thái Xuân lại không thể góp mặt. Chúng ta đều nghĩ chính Thái Xuân sẽ là ngôi sao sáng nhất của những chiến binh sao vàng trong quá khứ, nhưng hiện tại là câu chuyện chẳng có Thái Xuân. Giờ đây anh đã giã nghệ sớm để giải thoát cho bi kịch của bản thân, giải thoát khỏi những cơn đau dai dẳng đến thể xác lẫn tâm hồn. Bị đặt lên vai hàng tấn sự kỳ vọng, Thái Xuân dĩ nhiên cũng đã nỗ lực hết mình. Song trong cuộc sống đôi khi có những định mệnh nghiệt ngã mà bạn chẳng thể nào thay đổi hay có thể đổi thay. Tiếc thay, Thái Xuân đã không thể chiến thắng được những định mệnh đó. Giờ đây, anh cũng sẽ giống như chúng ta, trở thành một người hâm mộ bóng đá bình thường. Với công việc bán thời trang thể thao, Thái Xuân cũng tham gia vào quá trình truyền lửa cho bóng đá cộng đồng. Biết đâu, với tư duy bóng đá tiến bộ của bản thân, trong năm hay 10 năm tới, chúng ta sẽ được chứng kiến một huấn luyện viên Thái Xuân. Đó mới là viễn cảnh trong tương lai. Vì tương lai nó sẽ tự khắc đến. Đôi khi bạn cũng chẳng thể vẽ ra được theo ý muốn của mình. Vì nếu vẽ được, Thái Xuân giờ đây đâu qua giải nghệ. Một lời cuối, xin chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Nguyễn Thái Xuân. Dù là lựa chọn gì đi chăng nữa, có lẽ anh sẽ không phải tiếc nuối. These are the nights I never thought my father told.